thiết kế trang phục mới thôi. Cắt một mảnh vải nè, dán thêm một cái logo nữa. Mình cần một cái nắp rỗng, cho chiếc ly đặc biệt của West đây nha. Đúng kiểu cậu ấy thích luôn nè. Quán cà phê hôm nay đông quá à. Taylor đã bắt đầu đếm tiền rồi. Cậu định trốn đi đâu vậy hả? West đây hạ gục hắn xuống sàn. Cảm ơn cậu đã bắt tên trộm này giúp tớ nha. Gặp nhau ở đồn cảnh sát sao vậy? Tiền của cậu đây. Cho tớ một double espresso nha. Cẩn thận nóng đó. Wesley có linh cảm rằng cô ấy và Taylor sẽ hẹn hò với nhau. Tớ phải đi ngay rồi. Khi nào mình mới gặp lại cậu ấy được đây? Cậu ấy đi đâu mất rồi? Giao hàng đến rồi đây. Gì ở trong hộp vậy ta? Một hộp màu sao? Tận dụng nắp hộp để làm ống dây nè. Làm thấu kính để lấy ánh sáng nữa. Nhựa trong suốt sẽ thay thế cho cuộn phim. Gắn len cho ống kính nha. Robot ơi, cho tớ xin bánh răng nha. Vậy là hoàn thành mấy chiếc phim vintage rồi nè. Trông có như ngày xưa ấy nhỉ. Taylor luôn theo sau West đây sao? Khoan đã, cậu đi đâu vậy? Tớ có chuyện muốn nói. Cậu có muốn đi xem phim với tớ không? Tớ có hai vé nè. Gặp cậu ở rạp chiếu phim nha. Vào đi, ngồi ở đây nè. Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ cậu rồi đây. Thế là họ thưởng thức một bộ phim lãng mạn cùng với một hộp bắp rang. Đây là khoảnh khắc tuyệt nhất đời mình luôn á. Cậu ấy đã cưa đổ Wesley rồi. Mọi thứ cứ như trong tưởng tượng của Wesley vậy. Một bạn búp bê mới. Ngồi êm ái hơn nha. Không thể thiếu tên của Wesley trên cửa rồi. Ngầu đét luôn nè. Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến rồi. Xe của các cậu đây. Wow, xe đẹp quá đi.
thiết kế độc đáo thật đó nha. Thiên cũng phải ngạc nhiên mà. Em sẵn sàng chưa? Tận hưởng kỳ trăng mật của chúng ta thôi nào. Thiên đang cầm lái. Luôn hạnh phúc nha cặp đôi của chúng ta ơi. Lõi rỗng đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà kìa. Cắt một mảnh nhỏ từ tấm giấy ngăn sóng. Xem phép thuật đây nè. Tuyệt vời. Giờ thì đến phần bánh nha. Cắt một chiếc hộp. Nhìn những chiếc bánh dễ thương này mà xem. Ngon quá đi. Thiên đang chuẩn bị một buổi hẹn hò cho người cậu ấy thích đó. Bất ngờ lớn nhất đang ở trên bàn kìa. Những chiếc bánh ngon mắt. Tuyệt quá đi à. Ăn cùng nhau thôi nào. Ước mình đến không đúng lúc rồi. Cho xin miếng bánh nha. Thiên đang lấy chiếc bánh tiếp theo. Hết rồi sao? Ai đã ăn chúng vậy? Tớ không biết gì cả nha. Thôi được rồi, là tớ ăn đó. Chúng ngon quá mà. Bé con à, đến đây nào. Làm mịn mặt lại nha. Sơn màu cho bé nè. Vẽ mắt. Tóc nào nhỉ? Đương nhiên là đen giống mẹ rồi. Bé con Brill đúng là bản sao hoàn hảo của ba mẹ rồi. Wesley và bé Brill đang đi dạo trong công viên. Cho tớ xem bé con của cậu với. Sao họ lại sợ bé con của mình quá vậy ta? Xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây chứ? Con của cậu có mái tóc đỏ thật là đẹp đó. Thật sao? Cảm ơn nha. Con cậu cũng tuyệt lắm đó nha. Đúng là cuộc gặp gỡ vui vẻ. Đi dạo với nhau thật là có ích mà. Chuẩn bị một miếng xốp nha. Thêm 4 thanh gỗ làm chân nữa. Ống hút đây. Vậy là đã xong phần khung. Thêm giấy kim tuyến trang trí vào. Trang trí các mặt tí nữa là xong. Bé con sẽ thích chiếc nôi này lắm cho mà xem. Gia đình Wesley đang ngồi thư giãn ở phòng khách. Nhưng có vẻ bé con chưa muốn nghỉ ngơi rồi. Reel của chúng ta đâu mất rồi? Con yêu à. Lại đây nào. Cẩn thận đó. Chúng ta cần phải làm gì đó cho tên tiểu tử này thôi. Trông tuyệt quá đi. Vậy là Brill có thể thoải mái chơi đùa mà không gây rắc rối rồi. Chơi bóng tuyết với em đi. Bắt được rồi nè. Làm phẳng nó lại nào. Cắt thành hình búp bê nè. Sơn màu cho quần áo và cả da nữa nha. Bé con đang chơi đồ chơi trong phòng. Nhưng cô bé có vẻ chán chúng rồi. Con yêu, có chuyện gì sao? Con không thích chúng nữa à? Để mẹ nghĩ cách xem nào. Con sẽ thích món đồ chơi này thôi. Đây nè con yêu. Bé con có vẻ vui hơn rồi. Ngủ ngon nha bé yêu của mẹ. Brill không rời khỏi búp bê nửa bước. Giờ thì cô bé có thể ngủ rồi. Lấy thanh keo nóng nào. Thêm vào 2 chiếc cánh nữa. Sơn thêm tí màu bạc. Một que thử thai đặc biệt đã hoàn thành nè. Tyler đang chăm sóc con gái của cậu ấy. Kỳ lạ thật. Sao bụng của em vẫn to vậy nhỉ?
Em có nghĩ là vẫn còn thứ gì trong đó không? Em không biết nữa. Để em kiểm tra đã. Wesley bắt đầu làm phép rồi. Một chiếc que thử thai kìa. Dương tính sao? Báo cho Tyler đi nào. Này, khoan đã. Vậy có nghĩa là em đang mang thai sao? Hình như là vậy rồi anh à. Đúng là tin tốt mà. Anh lại sắp được làm cha nữa rồi. Chuẩn bị vật liệu nào. Cho que đũa vào bên trong. Có tay cầm thoải mái ở phía cuối. Cắt phần đầu của chiếc xẻng. Gắn chúng lại với nhau. Sơn lại chúng màu đen. Một bộ đào mộ nhỏ. Sở thích này không phải ai cũng thích đâu nha. Wesley đang chơi nhạc. À, đàn solo yêu thích. Kho báu của mình. Ai ở đó? Cha cha, ai viết cho mình? Người ngưỡng mộ bí mật. Cho mình xem gần hơn. Thú vị đó. Một dấu hiệu về nơi thứ gì đó được chôn cất. Mình thích câu đố. Lấy bộ đào mộ và đi nào. Wesley đi tới nghĩa trang. Nó phải ở đâu quanh đây thôi. Sẻng à, đừng làm mình thất vọng. Linh hồn đừng cản đường mình. Thiên à, chúng mình có gì? Là pha lê. Biến búp bê thành quýt đi nha. Vẽ gương mặt mới. Tóc của anh họ ít đi lạc. Màn hóa trang thành công nè. Thắt tóc nào. Hãy mang cho cô gái chiếc váy trang nhã. Bộ quần áo hoàn thiện với tay và cổ áo nè. Gút đi là tổ tiên xa của nhân vật chúng ta. Đột nhiên vật tìm được thức tỉnh. Viên pha lê bắt đầu kêu lên. Thức tỉnh đi linh hồn, xuất hiện đi nào. Cha, xin chào Wesley. Cha, người làm con nhớ đến ai đó. Ta là Goody, hân hạnh làm quen. Vào trạng thái nào. Ta sẽ kể câu chuyện của mình. Rất nhiều người không thích những người có siêu năng lực. Bạn ta, người dân trấn cho rằng chúng ta là kẻ ngoại lai. À, bắt được rồi phù thủy. Rời thị trấn đi. Giờ ngươi cô đơn. Đừng bao giờ đặt chân vào đây nữa. Giờ con đã hiểu điều gì xảy ra với những người như ta. Cơn ảo ảnh. Hãy cẩn thận. Cảm ơn sự chỉ dẫn nha. Wesley lại một mình trong nghĩa trang bỏ hoang. Lấy một mảnh da giả. Gắn các cạnh bên. Gắn thêm dây kéo. Gắn chặt mặt trước của ba lô. Có dây đeo thoải mái ở phía sau nè. Chiếc ba lô gọn gàng chứa mọi thứ mà bạn cần. Wesley sắp sửa rời đi. Thì đột nhiên, Thiên nhận thấy điều gì đó. Một bức hình. Đó là những người trong cơn ảo ảnh. Mình cần tìm họ. Wesley giấu bức hình vào ba lô của cô và đi tìm kiếm. Mọi người vội vã đi lại. Nhiệm vụ không đơn giản. Em lạc sao em bé? Cô gặp họ chưa? Khoan, mình từng thấy cô ấy trước đây. Gương mặt quen thuộc. Là cô. Ôi không, mình là cô ấy. Linh hồn cổ xưa nhìn thấu đôi mắt của cô gái đó. Cắt mảnh bìa cứng thành nhiều phần nha. Gắn chiếc quan tài. Đừng quên phần nắp nha. Miếng vải dùng để lót bên trong nè. Cho vào bên trong. Khá mềm mại. Gắn tay cầm nữa nha. Một tổ ấm cho Thiên. Chào mừng về nhà. Thiên được mời đến bữa tiệc ngủ. Cha, bạn muốn gì nào? Sao, một bữa tiệc khuya hả? Không đâu, mình không cho phép. Ngồi yên, mình sẽ quay lại sớm thôi. Thiên đang buồn. Phải làm gì? Anh cần nghĩ ra một kế hoạch. Thiên mang thùng rác tới. Ý kiến không tồi. Chỉ cần để hình nộm để thay thế. Thiên trang điểm trước gương. Diện mạo hoàn hảo. Đến lúc đi chơi rồi. Mình đã hơi thô lỗ. Mình nên xin lỗi. Mình xin lỗi. Mình đã hơi cứng đầu. Chờ một chút, đây là trò đùa. Cái đồ nghịch ngợm. Mình sẽ cho bạn biết.
lấy que keo nóng ra, thêm miếng đèn tay, nó trông như đèn lồng nè. Chuẩn bị ống kính nha. Nút đèn flash. Đèn flash này sẽ thắp sáng đêm tối nhất. Wesley tiếp tục đi tìm người lạ. Mình tìm cô ấy ở đâu đây? Sắp tối rồi, chiếc đèn flash sẽ hữu ích nè. Có lẽ cô ấy trốn trong bóng tối. Ai đấy? Mình không thể tưởng tượng được. Nghe thấy rồi, lộ diện đi nào. Là Thiên. Và anh đang tổ chức buổi tối lãng mạn với người bạn. Là lỗi của mình mà. Mình đã hiểu rồi, mình đây đây. Mình không làm phiền bạn nữa. Những điều kỳ lạ xuất hiện ở đây. Không có gì mới. Chọn mẫu đá in nha. Cắt nó ra. Gấp thành khối Rubik. Đây là màu sắc của Wesley nè. Bạn sẽ không thoát khỏi những gì bạn đã làm vừa rồi đâu. Bạn bị quản thúc tại gia. Thiên đang chán muốn chết luôn. Anh ấy đã xem hết tạp chí, mạng xã hội và ngay cả làm móng tay nữa. Là bạn gái của anh. Đúng là cuộc gặp chờ đã lâu. Cặp đôi lại bên nhau lần nữa. Cô mang quà cho anh là khối Rubik. Thật ngọt ngào. Tay nắm cửa bỗng giật giật. Wesley trở lại. Xin lỗi nha, bạn dọa mình. Đừng làm như vậy nữa được không? Mình có gì ở đây? Đồ vật thú vị. Wesley rời đi và cặp đôi trở lại bên nhau. Làm cánh cửa bí mật nha. Dán các mảnh xốp với độ dày khác nhau. Thi nha. Lắp ráp các kệ. Sơn kệ sách giống màu gỗ. Chiếc kệ có đầy sách nè. Có lối đi bí mật ở chính giữa. Sẽ không nhiều người phát hiện ra đâu. Căn phòng bí ẩn giấu sau cánh cửa bí mật. Truyền thuyết không nói dối, chắc phải có lối vào thôi. Thật là thú vị. Có lẽ manh mối nằm trong cuộn giấy. Giờ đã rõ rồi. Một trong những quyển sách mở cánh cửa. Nhưng làm sao để tìm nó? Wesley dựa vào kệ sách và vô tình tìm thấy lối vào. Vậy đây là nơi bạn đã trốn những năm qua. Và bạn định làm gì với mình? Nếu bạn không mang bạn Wesley trở lại, mình sẽ phá vỡ bóng ma thuật. Mình sẽ làm theo ý của bạn. Không thể nào. Học sinh mất tích của Nevermore và Wesley trở lại. Tốt hơn rồi, bạn đã lựa chọn đúng đó nha. Linh hồn của Wesley cuối cùng cũng được yên nghỉ. Chọn vật liệu phù hợp thế nào. Một khối đất nặng. Tạo nó thành hình chú quạ nha. Cho vào lò nướng. Xong. Tạo chân từ keo nóng. Gắn chân vào nè. Vẽ mắt. Chú quạ có thể giúp Wesley không ta? Ảo ảnh cứ theo Wesley mọi nơi. Mẹ ơi, con nên làm gì? Con đang nói về gì vậy con gái? Con có ảo ảnh mọi nơi mà con đến. Con là quạ đen Wesley. Hãy cẩn thận, con cháu của con là phù thủy mạnh nhất. Đó là vinh dự của con mà. Hãy giữ một người bạn để nó bảo vệ con. Thank you. Mình thật tự hào về con gái mình. Chú quạ dẫn Wesley đến ngôi mộ cũ. Cha, mình sẽ là bạn. Bẻ chiếc ống nha. Cắt một phần của nó. Gắn chiếc hoa của máy hát. Sơn lại để nó trông như kim loại. Chiếc lọ nhựa dùng để làm đế. Có chiếc đĩa nhựa. Hãy đặt lên trên nha. Và phần tay cầm nè. Chiếc máy hát chơi những giai điệu cổ điển tuyệt vời. Wesley hài lòng trở về nhà. Hiu, đã xong xuôi. Wesley, cảm ơn vì đã cứu bạn của ta. Con không thể làm quen với người. Con chỉ làm việc của mình thôi. Các vị khách bất ngờ. Cảm ơn. Con là niềm vui và tự hào của gia đình Adam. Các linh hồn biến mất. Có lẽ mình nên ăn mừng chiến thắng nhỉ. Wesley mở máy hát lên.
thời điểm hoàn hảo để nhảy nè, mọi người đều bùng nổ. Ngay cả Thiên và bạn gái anh cũng bắt đầu nhảy nữa. Đó là cái kết có hậu. Elsa chán rồi, đến lúc đổi mới tí nha. Chơi với mình nè, đi cưỡi bong bóng đi. No. Ồ, mình thấy gì này? Wow. Đổi nhà với nhau à? Mình có căn hộ với khung cảnh tháp Eiffel. Hay là Casita, trái tim của gia đình Marigold. Chào mừng đến với biệt thự Adam. Vậy là ta đổi nhà với nhau sao? Tạm biệt Olaf, mình đi du lịch đây. Đến nhà mới nào. Đổ dừng ở đây. Ồ, ghê rợn quá. Chúng ta đợi con đó, cháu yêu à. Nguyên liệu giao đến đây. Cắt thành hình nào. Vừa luôn nè. Gắn vách hộp vào. Ký tên vào này. Gắn chân hộp lên. Chỉnh hộp nào. Thư nóng hổi đây. Cậu có thư nè. Thêm mạng nhện nữa nha. Ai đó cần phải kiểm tra hộp thư thường xuyên nha. Quét đi dùng hết thời gian rảnh cho sở thích của mình. Chơi đàn cello và viết tiểu thuyết. Thiên ra hiệu để đọc lại mấy lá thư. Không hứng thú cho lắm, lại cuốn sách khác. Đổi nhà cho nhau. Mình không thích thay đổi. Sao, cậu muốn mình đi nghỉ dưỡng à? Thôi được rồi, mình cũng thích trời lạnh nữa. Được, nhớ trong nhà nha. Thế là cuộc phiêu lưu bắt đầu. Chào chào, mình cần có đồ mới. Mình sẵn sàng rồi, kế tiếp là gì đây? Lấy mảnh giấy xốp nè. Hóa thành đôi dép. Mang thử đi. Thật thoải mái. Vẽ đường viền áo. May áo choàng thôi. Hồng Hà ra, cậu đi đâu thế? Ồ, thật là áo choàng thanh lịch. Mình thấy mình như người sang trọng vậy. Đừng quên thu xếp đồ nha. Ok. Quần áo của mình thật đẹp. Mình xong rồi. Cháu định ở thế nào cháu yêu? Lớp sẽ giúp cho con. Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Cô ấy kỳ lạ ghê. Ta đi thôi. Cái gì vậy? Nhện ở khắp mọi nơi, ghê quá. Mình phải biến nơi này trở nên ấm cúng hơn xíu. Áo choàng tắm và dép, ổn hơn rồi. Dọn dẹp có sao đâu nào. Lên nhạc nào. Thật nhiều rác quá mà. Dọn sạch bóng loáng thôi. Chà, căn phòng khó mà nhận ra đó. Nơi u ám đây đã biến thành chiếc ổ ấm cúng rồi nè. Thật khác biệt mà. Có chuyện gì ở đây vậy? Bà mang bánh cho con này. Và rồi, con mới biến nó xinh đẹp đó. Mọi thứ có ổn không đây? Hoa thật sao? Thật là kinh khủng mà. Không sao đâu, họ sẽ quen dần thôi. Giờ làm ngai vàng thôi nào. Làm khung nha. Nặng một nhúm đất sét. Thành đầu sọ. Trang trí ngai vàng này. Chỉ có đầu sọ màu trắng thôi. Chọn vải bọc nha. Màu đỏ nhung đi. Gai góc ở sau lưng. Một chiếc ngai vàng tương xứng với người cầm đầu hung bạo. Hình như mình đến đúng chỗ rồi đó. Wesley, chào mừng đến với Arendelle. Cậu là Olaf đúng không? Đúng vậy, rất vui khi gặp cậu nha. Mình sẽ dẫn cậu đi xem mọi thứ. Đây là phòng ngai vàng. Còn đây là hoa hồng xanh độc nhất của tụi mình. Màu xanh sao? Ghê quá đi. Cũng được, nhưng đau mắt quá à. Thay đổi nơi này thôi. Bùa chú mình đâu rồi ta? Đây nè,
Lọ thuốc của mình sẽ khiến nơi này dễ tôi hơn một xíu. Màu đen, được hơn đó. Lọ thuốc đây. Thứ khác nữa nè. Đầu sọ à, dễ thương đó nha. Elsa sẽ không tha cho mình đâu. Không sao đâu mà, chỉ là tạm thời mà thôi. Lấy chai nước hoa ra nha. Dùng cây cắt thủy tinh. Hãy nhờ ba mẹ giúp đỡ. Làm mòn phần gốc. Cho chút cát vào. Phủ chúng bằng màu sơn móng. Cho hình nền nha. Đổ nước glycerin đầy bể cá. Trang trí phần gốc này. Dùng dây ren để quấn gốc bể. Lọ thức ăn dinh dưỡng này. Cẩn thận khi cho ăn bằng nó nha. Chà, để xem có gì trong phòng nào. Tất nhiên, con nhện to đùng rồi. Còn này là gì đây ta? Bể cá sao? Thú vị thật. Có gì đó sống ở đây này. Cá piranha sao? Chắc chúng sẽ tốt bụng hơn chút khi được ăn đó. Đến giờ ăn rồi nè. Ướp. Này, trả lại đây đi. Ồ không, mình làm bể cá đóng băng rồi. Làm sao đây? Làm sao để tan đá đây ta? Dùng máy sấy tóc đi. Con bé lạ ghê. Không khô con cá bằng máy sấy tóc à. Kỳ lạ. Có cái lọ. Cái này sao? Nguyên liệu cuối cùng của món súp bà. Gia đình thật điên rồ mà. May là có tác dụng đó. Lấy một chai nhựa rỗng ra. Cắt phần này ra nha. Ta cần thanh dọc. Làm nhọn phần cuối. Gắn mối lại. Thanh trượt xong rồi nè. Ký tên đóng dấu nha. Tốc độ trượt tối đa luôn. Úp, không đủ thanh gậy. Chọn hạt châu nào. Hoàn hảo. Gắn vào gậy trượt nha. Chú dơi tô gậy màu đen. Vẽ ký tên lên này. Tay cầm thoải mái, trang trí thêm vòng đeo nữa. Cây gậy trượt tuyết sẽ nhìn thấy rõ dù ở xa đến đâu đi nữa. Ta có gì ở đây nào? Đường trượt tuyết. Thú vị thật nha, mình muốn thử chúng. Xin chào, chúng tôi có nhiều đường trượt theo cấp độ khác nhau. Chỉ dành cho dân chuyên thôi, nó nguy hiểm lắm đó. Đó được đó nha, trượt tuyết mình rất tự tin. Mình sẽ nhìn những khuôn mặt sợ hãi kia. Wow. Này làm sao làm mình sợ được. Chà, con sườn dốc đó nha. Help, help. Nhưng mà đáng để thử. Yes. Gì đây nào? Thuyền cầu vòng sao? Các bạn nhện sẽ sửa chúng. Dán che các phần góc cạnh lại. Chiếc hộp khá cũ. Thú vị thật nha. Đế chân kim loại này. Ống nước thật lấp lánh. Các bạn nhện thích bồn tắm này rồi. Cái này không phải ai cũng thích đâu nha. Elsa quyết định đi tắm một lúc. Bồn tắm đầy bọt xà phòng lúc nào cũng sảng khoái. Mở nước nào. Ồ, nước đen gì đây ta? Vòi nước chắc bị nghẹt rồi. Lót ơi, tôi giúp gì được? Anh sửa được không? Lót ra tay là sẽ xong ngay thôi. Và bắt nhận ra giúp tôi với. Vô lưới hết nào. Xong xuôi rồi. Ồ, thật nhẹ nhõm mà. Cuối cùng cũng được thư giãn. Chọn màu thôi nào. Đen này. Dùng ống bơm nha. Dùng đất sét nặng dính vào ống bơm. Làm xúc tu thôi. Tô màu này. Đôi mắt đây rồi. Bay nữa. Mực nang đã xong xuôi. Sau cú trượt tuyết, Wesley cần được thư giãn. Cậu sẽ thích tắm ở bồn cho mà xem. Okay. Xin chào quý khách. Dễ thương đến mức ớn lạnh. Mình đi đây. Cho tụi này cơ hội đi mà. Nghe lời mình một lần thôi. Được rồi, nhưng mình vẫn không thích đâu nha. Mấy cái bong bóng này. Yêu ơi, ghê quá đi. Mình có ý này nè.
Lấy mực của con mực nang. Được hơn rồi đó. Cậu quả là thiên tài. Cậu ấy cần chăm sóc đặc biệt. Sở thích của Wesley rất đặc biệt đó nha. Hộp xinh đó. Bình xịt này sẽ có ích đây. Cắt ống nhỏ. Cho viên đá nhỏ vào. Bộ du lịch đi. Phải cho vào túi thôi. Elsa, cậu có quên gì không đó? Đúng rồi, bộ du lịch của mình. Thank you. Mình không thể đi mà không có nó được. Mình xong xuôi rồi. Elsa ngồi viết thư cho Olaf. Tội nghiệp, không biết cậu ấy sao rồi. Thiên vừa về sau cuộc đi dạo. Thư của mình. No. Mình phải lau dọn cậu thôi. Mình có bộ kem dưỡng nè. Kem và sữa dưỡng thể sẽ có tác dụng. Rồi bàn tay cậu sẽ không còn một vết bụi nào sớm thôi. Nhìn da cậu mềm mại chứ kìa. Rồi móng tay của cậu nữa, quá xinh đẹp. Cậu chưa bao giờ được chăm sóc tốt như thế này. Lấy chiếc vòng kim loại nha. Quấn khung vòng này. Dệt thành hình mẫu. Mấy viên đá xinh quá đi. Lấy vài viên nào. Hạt ngọc và lông vũ treo thế này. Vòng Dreamcatcher sẽ bảo vệ cậu khỏi những ác mộng. Chuyến đi của Elsa cũng phải kết thúc rồi. Và gia đình Adam đang tiễn biệt vị khách của mình. Rất vui khi gặp được con nha. Họ tất nhiên sẽ rất nhớ Thiên rồi. Một vật gì đó để kỷ niệm. Cái nào nhìn cũng u ám cả. Ừ, thứ nhỏ bé tuyệt vời này. Vòng Dreamcatcher đúng là thứ mình đang cần nè. Con phải về Arendelle rồi. Con cảm ơn vì những trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn vì đã ghé thăm chúng tôi.